Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của RTG. Tiêu Viêm trong hành trình tìm kiếm Phong Tôn Giả cuối cùng đã khởi hành đến dãy núi Phong Lôi. Câu chuyện tiếp tục từ tập trước, nơi Tiêu Viêm đã dành cả đêm để rút chất độc ma độc ban ở trên ngực và sau đó sử dụng lưu ly liên tâm hỏa để luyện hóa. Khi mà Bình Minh xuất hiện, Tiêu Viêm cuối cùng cũng mở mắt sau một đêm luyện hóa. Anh ở trạng thái đỉnh cao, thậm chí đôi mắt của anh còn lóe lên một tia sáng khi mà mở và đóng. Khi mà nhìn xuống ma độc ban ở trên ngực, anh nhận thấy diện tích của nó đã giảm đi một chút. Tuy nhiên, Tiêu Viêm có một chút không hài lòng vì sau một đêm rút khỏi 10 luồng độc tố, vết đồng chỉ thu nhỏ được một phần nhỏ. Mặc dù vậy, sau khi hấp thụ toàn ba trung châu chưa thành cấp đấu tông thành 4 giai đoạn, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong. Nếu Tiêu Viêm luyện tập theo cách bình thường, dù với tốc độ của anh, để đã đến là giờ đây nó không còn nguy hiểm chết người. Ngược lại, Tiêu Viêm coi nó như là một kho đấu khí di động. Đã đến lúc phải đi rồi, có lẽ cuộc họp tứ phương các sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Tiêu Viêm lẩm bẩm thu dọn đồ đạc và không dừng lại quá lâu, mở cửa phòng và bước ra bên ngoài. Tiêu Viêm vẫy tay và không nói gì nhiều, bước chân ở trên không trung như thể bước lên trên bậc thang trên bầu trời. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của những người, Tiêu Viêm gật đầu và mỉm cười. Tôi có việc cần làm, không thể ở lâu. Cảm ơn hai vị trưởng lão đã nhiệt tình tiếp đón, hy vọng có thời gian sẽ quay lại. Kim Thạch và Kim Cốc không cản anh, chỉ thở dài và nói: Tiêu Viêm huynh đệ, anh có công lớn với chúng tôi, nếu cần giúp đỡ hãy cứ nói. Tiêu Viêm gật đầu, khuôn mặt dịu dàng. Tộc của Kim Thạch và Kim Công rất đông và có mạng lưới tình báo rộng lớn ở Trung Châu, việc kết bạn với họ là điều tốt. Tiêu Viêm mỉm cười và cúi đầu chào hai người, nói lớn: Chúc hai vị trưởng lão sức khỏe, Sơn Thủy có thể gặp lại, hẹn gặp lại sau. Sau đó anh không ở lại lâu, biến thành một tia sáng và lao ra khỏi dãy núi Thiên Mục. Chỉ trong vài phút anh đã rời khỏi dãy núi. Nếu anh sử dụng cốt dược tốc độ sẽ nhanh hơn, nhưng những lời của đại ma thú gặp ở dãy núi vẫn còn vang vọng trong đầu. Mặc dù Tiêu Viêm đã đạt đến cấp độ đấu tông, thế nhưng so với tộc Thiên Yêu Hoàng, sức mạnh vẫn còn yếu. Vì vậy, cốt dược không nên sử dụng chiều khi thực sự cần thiết. Tiêu Viêm của Phong Lôi Các và theo bản đồ, Đông Các nằm gần trung tâm của Trung Châu. Xa như vậy, có lẽ mất 5 ngày mới đến nơi. Tiêu Viêm nghĩ thầm, nếu Tiêu Viêm vẫn chưa đạt đến đấu tông, nơi này lại ở trên một ngọn núi, nhận thấy bầu không khí đầy gió